Happylife-truelife xin chào các bạn nha. Bữa nay mình giới thiệu với các bạn một thức uống rất là bổ cho sức khỏe mà cũng dễ uống. Nếu mà mình làm cho khẩu vị của mình mà mình thích món nào nhiều hơn, mình để vô nhiều hơn thì có thể đây là một món thức uống vừa khỏe vừa ngon. Thì cái thành phần cơ bản mà mình hay thường làm cho mấy đứa nhỏ uống thì nó có 5 loại. Hai cái loại xanh đó là trái táo chua, bữa hổm mình có nói qua rồi, ở trong trái cây của California. Trái táo này thì cái vị nó chua chứ nó không có ngọt, nó giòn, là một. Cái thứ hai là celery của Mỹ hay gọi là cần Mỹ. Mình mua về thì mình rửa thật sạch rồi mình cắt ra khúc khúc mình để đó. Cái thứ ba là carrot, thì mình có thể là rửa sạch giữ vỏ, nhưng mà ở đây mình lấy luôn cái vỏ ra luôn, mình để sạch luôn. Cái thứ tư là khóm hay là pineapple. Mình gọi là pineapple nhưng không biết nó đúng là khóm hay thơm chi đó, nhưng mà là pineapple. Rồi cái thứ năm là beet, hay là mình còn nói là củ dền đỏ. Thì mình rửa sạch, mình giữ vỏ. Tại vì chút mình xay trước sau mình cũng bỏ vỏ. Thật sự thì những cái trái cây này nó dễ tìm. Mà nếu mà mình rửa thật sạch thì mình giữ nguyên vỏ, trừ trái khóm, thì mình vẫn uống được, không cần phải gọt vỏ. Thì năm cái thành phần cơ bản này á, các bạn xắt thật nhỏ rồi bỏ vô cái máy xay sinh tố, rồi các bạn xay ba cái speed khác nhau để cho cái tất cả các trái này nó hòa quyện với nhau, nó nhuyễn ra hết. Rồi cuối cùng á, thì mình lấy đồ mình lược ra, mình bỏ cái xác, mình chỉ uống cái nước. Một vài người thì nói là tại sao bỏ xác uổng quá vậy, uống luôn. Nhưng mà mình thấy lúc mình xoay, mình xoay sinh tố với cái ba lần thì nó đã nhuyễn quá rồi. Mình cũng không cần cái xác, bây giờ cũng làm cho cái cổ mình cũng khó chịu. Cho nên là mình muốn lược để cho uống. Thì khi mà tất cả năm cái thứ này các bạn mix lại với nhau, xoay chung với nhau khoảng chừng 5 phút và lược lại, thì co ra một cái nước chuốt rất là đẹp như thế này. Cái màu như vậy, cái màu nó hơi sẫm sẫm giống như mùi rượu chát, mà uống thì mùi vị nó ngon, nó ngọt. Thứ nhất là cà rốt cũng ngọt, thứ hai là beet là một loại quả cũng ngọt, rồi cái thứ ba là trái pineapple. Nếu mà các bạn sợ mấy cái mùi này làm mình khó uống thì mình bỏ thật là nhiều khóm vào, nhưng mà mình thấy không có cần, tại vì celery nó cũng mùi nhẹ, nó không có mùi nặng. Rồi carrot thì nó cũng ngọt, beet rồi củ dền nó cũng ngọt. Rồi đặc biệt cái trái apple này là cái loại chua, thì chua ngọt, cho nên nó đã làm cho nước trái cây mình ngon rồi. Khi mà các bạn xay chung với nhau á, rồi bạn lược lại thì cái màu nó rất đẹp như thế này. Ha. Hồi nãy mình vừa xay xong thì đứa con lớn nó uống hết ly rồi, còn ly này cho đứa thứ hai. Còn phần còn lại thì mình uống sau. Đây là một cái thức uống đơn giản, dễ làm, mà một tuần mình ráng uống chừng 3 lần hay là 2 lần thì nói chung là đường ruột mình rất là tốt. Vậy giới thiệu với các bạn một món nước uống bữa nay nha. Nhưng mà cơ bản á, nếu mình không làm được nước uống, mình không xoay được, thì mình ăn trái cây sống, trái cây tươi, mình rửa sạch mình ăn strawberry, grapes, trái nho, hay là trái pear, mango, banana, apple, trái plum, hay trái nectarine, rồi orange, rồi trái quýt. Tất cả những trái cây này đều có những cái chất fiber rất là tốt. Nếu mình ăn, mình nhai được hết thì trọn vẹn. Trái bưởi nữa, với trái cam. Thành ra các bạn thấy là tùy theo mình có cái gì thì mình ăn cái đó, mà trái cây thì vẫn là number one. Vậy thì mình xin chào nha, hẹn lại lần sau.